Thì xin nhờ bác sĩ sẽ giải thích rõ hơn về cái quy định về việc thông tuyến khám chữa bệnh, thưa bác sĩ. Về cái thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế á, thì căn cứ vào điều 22 của luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 thì có quy định hai cái mốc thời gian. Thứ nhất là thông tuyến huyện, thì kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 thì người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế xã, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế huyện hoặc các cái bệnh viện huyện thì được đi khám tại các trạm y tế xã, phòng khám đa khoa và các cái trung tâm y tế huyện ở tất cả địa phương trên địa bàn tỉnh ha, và được hưởng chi phí là 100% chi phí theo mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế. Và đồng thời người có thẻ bảo hiểm y tế còn được đi khám chữa bệnh tại tất cả các cái bệnh viện thuộc tuyến huyện của tất cả các địa phương trên phạm vi toàn quốc, và cũng được hưởng chi phí 100% theo cái mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế như là đúng tuyến. Và cái đó là thông tuyến huyện. Còn cái mốc thứ hai là thông tuyến tỉnh nội trú. Thì kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì người trường hợp mà người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh tại đúng không đúng tuyến tại các cái cơ sở y tế mà tuyến tỉnh trên phạm vi cả nước thì cũng được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế theo cái mức quyền lợi trên thẻ như là đúng tuyến. Nhưng mà chú ý ở chỗ này thì bà con nên chú ý là chỉ thông tuyến tỉnh nội trú thôi, còn ngoại trú thì chúng ta thì chưa có được quy định ạ. À, tôi xin hết.